Về trong miền Tây mến chào lên nè ông bà cô chú anh chị ngày mới ha. Sáng hai chồng lên bắt đầu đi thăm chuột nè, nên bảy điểm khác nữa. Nói chung là cũng bảy muốn vòng vòng mà chỗ khu vực nhà nên mà nay người ta cắt nhiều dữ lắm rồi cô chú anh chị. Nắng được hai ngày người ta cắt nhiều dữ lắm luôn. Phong cảnh đây người ta cắt hết rồi, nhưng mà ở đây cũng ít chuột chứ không có nhiều hả. Sập nó dính hả? Ủa mấy chỗ này yếm ghê luôn, không dính ha hay giờ. Tối nên bên đây dính con. Tối nên tính đi thăm đêm mà nên mắc công chuyện cái nên ở nhà lo làm ba lập tôm cho xong, bữa nay xuống lập tôm. Rồi cái nên không thăm đêm dưới luồng này cũng nên thấy cũng hơi yếu chứ không có im. Đèn con bành kia nè. Đó. Kệ nó ngồi đưa nguyên cục kìa. Đi đặt đi mình lên đi thăm đi hai người. Móc cái lý gì rồi vậy, hai con ngẽo rồi, hai con ngẽo hết trơn luôn, hai chục con trời ơi xin xét cái lúa chạy luôn, hai con luôn, 72 vé mới cái sao mấy ông mặt trời lên này, hôm nay nắng tốt. Đợi con nữa. Đẳng con nữa hay gì kìa. Hai con nữa hả? Đi cặp. Cảnh. Bên đó cũng ruộng nữa mà bên đó không có chuột. Bên đó cắt không gài. Bên đó nên dọ bên đó hoài, đặt hoài mà không có chuột. Có bên đây có con chỏm này, có chuột lại gai, còn vết trong cũng yếu, không có. Đây con nè. Lượm con nè. Đây đặt yếu xìu, ở đây đặt không có nhiều. Đây không có thấy đường. Nó khô gan, không có thấy đường, không thấy đường chuột chạy. Nhưng qua ta đốt gom nữa nè. Cái này chiếc quất này đặt ngay hang nè, chiếc quất không thấy đường chạy xuống chạy ra không. Để dính con này vậy, chút bự cũng đôi chút con luôn, nó đặt ngay hang đó, hang nó dính đó. Ở đây im ghê luôn, nó mấy kinh cỏ mà không có chuột, không thấy đường chạy này, bỏ trên vài ngày. Nè này, cái hang nè không thấy đường chạy, thấy không, nói sao đặt không thấy đường ra. Ừ, có đường chạy như nè đó, đó. Dấu cho nè, có đường chạy. Con đẳng cắm nguyên cục luôn. Không biết im không, đẳng nên cắm nguyên cục luôn. Không, đang không thấy đường chạy. Đó có đường chạy đó. Chết quớt không? Bốn cái, bốn năm cái chết quớt không? Tại dính được con. Tại qua đốt gom á, người ta rồi nên không có đặt ở dưới, đặt ở trên đâu. Cái này chết.
ở đây dính con nữa, chuột nhỏ không vậy, mới cắt lúa mà sao chuột con không à. Đây con nè, bắt qua về bắt chạy lên, bắt chuột chạy lên được con bự quá, hên hên hên. Ô đây con nữa mà chuột con luôn, không có chuột bự. Ô đây còn chuột mẹ, ô trên con nữa kìa. Đó, còn nữa đó. Bự. Này bỏ 2-3 ngày đặt lại được. Cho nó ra, ra có đường đó. Im mới ra có đường là dễ đặt. Đây một con nữa, qua nên thấy đường bóng bóng rồi nên đặt đó chính con nữa. hai cái con hả? Ừ, con cái mối với con cục. Trời ơi, gì mà có đường kia yếm ghê luôn, gì mà dính con trời con ngắn mối, không phải con chuột. Hôm qua chỗ này mới cắt mà, không thấy đường. Hôm qua này đặt chắc chiều. Chắc quớt luôn. Cái đang ngại dính. Đây dính con bự. Hết rồi, đảo lại. Giờ nên gom theo đường nước. Đường nước này nên gom thẳng ra tuốt ngoài. Cái đầu đi qua hàng dừa. Ê đó con cái kìa, con kìa. Bỏ luôn chàng. Bỏ con ra luôn. Nó chui mà, chui xuống chẹt mà. Cái này gì mà không dính, cái này đường mòn gì à. Đường mòn gì mà không có. Hả? Hai trăm gặp mà đi thấy ghê. Đặt hết từ hàng dừa từ lúc đẳng dài qua tới đây luôn. Nước này từ ở trong này dài ra lúc ngoái luôn. Rồi dưới nãy đặt bên kia đó. Mới hết gặp. Đường cũng yếu rồi chứ chị. Không mạnh. Mà chất quớt nè, không dính nè. Vậy đó cũng chất quớt luôn kìa. Cũng có chuột mà nó thưa yếu xìu. Rồi chứ quá luôn, cái đường im sức. Đường nước này đã ghê luôn. Mà không có chuột. Bây giờ gom gặp không không kìa. Mới nhắc. Dính ngắn mối luôn. Chứ không phải chuột nữa. Nghéo luôn rồi. Con lâu lâu được một em. Đây con nè. Ghé đó con đó. Đây con đây nè. Bên đây con nè. Hai con nhưng mẻ một con. Ba con. Ba con là hả? Gặp nó ba con luôn kìa. Mà mẻ một con rồi. Bên đây dính một con thì con luôn. Đối con đó. Hai con ruột bự luôn, hai con ruột lỡ. Hai ruột lỡ. Hôm nay dính cặp nhiều ta. Dính 2, dính 3. Đây dính con nè. Con bự luôn. Đây, con luôn.
ôm gốc dừa. Ôm gốc dừa không hiệu quả. Đây, dính một con nữa. Một chút con. Cái này chất quất. Thấy kìa. Ừ, quay xong cơ mấy cái này. Qua đường mương này nước nhóc luôn này. Rút hết rồi. À, hay là tại nước rộng. Được không? Kèn đẳng dính con kìa. Đó đang nhúc nhích cây cài đó. Đây con nữa nè. Em đi bên đây đi ha, anh đi bển. Bển có mấy cái, hàng chút cái hoa hàng dừa luôn. Ê. Đây con nữa. Nên bước xuống sập cây cầu lọt xuống mương luôn. Đây con. Thôi là nước ít á. Không thôi là chăn cái máy cũng xong rồi. Nước ít cũng đỡ. Ủa cái này sập mà không dính ra. Đường chạy im à. Đường chạy mới, chạy sạc đó. Nên hứng ở trong. Sập không dính. Ủa. Chút con. Chút con nhiều quá. Này chết quá. Đây, một con nữa. Mấy đây không à, trời lên cao à. Mới có 6 giờ mấy. Tiền 6 giờ rưỡi kìa. Không mặt trời lên cao quá. Rồi ai đạp xẹp luôn. Ai đi đạp xẹp cũng lên luôn. Ồ đây cái dấu này mới chạy này còn gì. Chạy xẹp cỏ nè. Tôi xuống đó này. Bắt là dính đi. Rồi chuột bự á. Nhiều khi mấy con chuột bự á nó ưa chạy vậy đó. Rồi cái này sập không dính luôn. Cái đường hết sức im. Đường quá lý tưởng luôn. Đây con bự. Đèn con nữa. Quá im, quá im. Xả lên ngồi nhìn chá. Không thấy phải đi ngoài đó luôn. Rồi ngáo luôn. Ủng quá ủng luôn. Chính con chuột hết sức mừng. Bị ngáo. Anh đặt nên lựa đường cũng kỹ lắm nha. Mà cũng chết. Cái chuyện chết là chết. Không dính luôn nè. Đường chạy im ghê luôn. Không dính nè, chui lỗ. Chạy chạy xuống mấy kinh. Mấy cái mà chui lỗ đi chạy mà sớt sớt dập 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 cỏ lạc là vừa dính chuột bự lại dưới chạy lên nè. Như mấy cái đường này thì nên bắt chuột đi nè, mấy đường trong lỗ chui ra thì thẳng ra. Nhưng mà coi theo cái hướng cỏ của chúng chi, cái hướng cỏ cây rồi đó, nó chạy xuôi gan gì nè thì mình bắt chuột đi. Còn mà nó có chạy ngược ngược lại, hướng cỏ nằm ngược ngược lại thì mình bắt quay về. Cái này cái đường ngọn chạy im quá mà không dính. Bên đây dính nè.
Vậy có không vậy? Trời, cái này chắc nghi bị ủi rồi. Nó là đi vô hàng dừa, có không? Rồi, giờ tới hàng dừa. Đây, một con. thấy gục gơ một mấy con chuột. Đó con kìa. Đó. Cái này chắc quất. Thấy cái đường nó leo lên gì mà đặt không dính. Có không? Đây chuột con, chuột có chút mẻo luôn, nó chuột lỡ ủi gặp luôn, đặt gì mà ủi văng gặp luôn. Đây hỏi chuột con không, cái đường chạy vô im hết sức im luôn mà chết quất. Cái đó mình thấy dính nữa kìa. Dừa trái sai ghê của chú anh chị. Đó. Hàng dừa này với cái hàng dừa bên bên chỗ nên đặt hồi lúc á. Là anh chủ nè. Ừ, sao không biết. Chủ á. Hàng dừa này với hàng dừa là lúc nó đặt bên kia á. Con chuột luôn. Là chủ á. Đây con này vậy. Ba cái dính hai con. Hai con mà hai con chuột nhỏ. Đây dính con nè. Bắt chuột về hấp đọt nhãn lồng. Ăn được không? Ồ, cái này chưa quá. Chưa kết hả? Bự nhỏ. 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 Này chuột nhỏ nhiều rồi cái gì. Rồi con này ngoẻo luôn rồi. Nãy giờ ngoẻo mấy con luôn. Nó bị kẹt á. Đây con. Nhỏ luôn. Nãy chuột nhỏ nhiều quá ta. Chết quất luôn. Thằng dừa trái ngóc luôn. Trời ơi. Chết luôn. Mẻo luôn. Không dính luôn. Rồi ba bốn cái chết hết trơn. Ba cái ba con luôn hả? Một con. Hai con. Đưa lên coi cho bà con cô chú anh chị xem. Rồi không có dính như không luôn. Bốn con luôn. Mà ngẻo con rồi. Ngẻo chuột bự nữa. Buồn luôn. Ngẻo chuột bự uổng quá. Đường chạy lên. Chạy lên chạy lũi ở trong kẹt nó dính. Vô cái gặp cũng lên liền. Chết không luôn. Cái vợ chạy ngoài này gì mà không dính nè. Vợ này chuột con không à. Nhiều khi chuột con vô nó không sập gặp luôn á. Không sập gặp nổi. Cái đường chạy nay ra đường mới. Mà này nó nghĩ chuột con nhiều. Chuột bự. Đây một con lỡ luôn. Rồi hỏng dính luôn. Có dấu chạy ra. Dấu chuột con không?
thì nguyên dãy dính 3-4 cái dính lượt không, kẹt cái đuôi rồi, vừa trái nhóc cái chân rồi này. Này đại ta không săn sóc á, đại săn sóc và trái còn giữ nữa. Cái ông chủ hàng dừa này, hàng dừa bên kia đắt nhóc hết trơn, đắt bên đây đắt bên kia. Cái nhà yến nè, chủ của nhà yến đó. Dừa lỡ bự lỡ chứ không phải bự sồ. Dập vô đây, cái dập vô đó là đi vô là hết. Chuột có màu có mỡ lắm. Mấy bên này không có mưa, cái ta cắt nhiều quá nhiều rồi. Đó dính con kìa. Ta cắt lúa nhiều, nhờ không có mưa. Mấy bữa hổm mưa quá chừng. Không? Nhỏ hả? Này có ai đặt rồi hay gì là buộc nguồn hay? Ồ, chuột bự lỡ chết rồi. Kiểu như nó chạy ngược lại nó mới sặc. Giờ ông này không chưa rút gom. Tưởng nó hôm qua ta đốt kìa, chuột con. Đầy dính con nè, đó dính con nữa kìa, đó dính con kìa. Dạ em me kỹ kỹ đường rồi lụm mà rồi chất quớt đầy con nè, lỡ lỡ mà dạ đầy con nhỏ. Nhỏ luôn hả? Hai ba cái dính được luôn. Ê, chưa kịp bỏ vô nữa. Anh đầy gió rồi sao anh bỏ vô được? Nó dính còn bự ha. Ba bốn cái dính được luôn. Này, chết luôn. Cái đường im hết sức luôn đó. Đường chạy bóng kìa. Nè chạy lên đây nè. Nè chạy chuột phóng lên đây nè. Còn dấu cho còn rồi. Chạy chui chui vô lỗ đó. Vừa khi hôm qua không thấy đường, hôm nay cái nó ra đường. Đây còn này còn bự. Nó chui lỗ rồi. Đó còn hôm qua anh đâu thấy. Hôm qua đâu thấy đường. Đó còn nữa. Ở chỗ này đặt thưa gặp nữa. Đặt được mấy cái. Khúc này không có. Có khúc đó à. Được khúc đó có chuột. Khúc đó nó chạy sáng cho luôn. Chạy nhóc luôn. Còn khúc này không có nè. Khúc này không thấy. Cái này chất quớt luôn. Có cái dấu giò chuột chạy vào đây mà. Nó đặt không dính. Cái này hảo luôn. Đường hết sức đã. Chui cái đường hết sức im luôn. Chất quớt. Đây dính con. Chuột nhỏ. Cái này héo. Cái này dính con nữa. Năm cục. Gần hai lên gần hết bảy. Ồ đây dính con nè. Đây dính con nè. Không thấy. Tối quá. Lấy cái lá ra. Nhỏ không mà dây. Cái đường hết sức đường luôn. Đường bóng nhón luôn. Mà không dính. Hai chồng anh cũng gom xong rồi. Quá trình.
Này dính cũng mềm lắm cô chú anh chị, nhưng mà quá nhiều. Con nhiều. Này dính cũng được lắm đó, không phải giỡn đâu nghe. Dính im lắm á. Dính kinh. Tụt mình để đây nè. Đó. À, chú con nhóc luôn. Đồng mới cắt mà chú con quá trần luôn. Hết sức chú con luôn. Giác đi vô mệt luôn. Hả? Giác trọng vô đắm đuối luôn. Ừ. Ý là con miếng đất. Nhiều miếng nữa chắc xỉu luôn. Này Vinh cũng im hả dạ? Mà chú con nhiều ha. Này Vinh cũng khá. Đây là nãy gom tiếp bà xã lên của chúng chị. Ủa cá em không sao? Nay lại thấy đâu cái ngục thấy cũng có lý lại đó. Hai chồng lên về nè. Wow, đóng chuột luôn. Trăm con không? Hơn trăm con hả? Không tới 100 đâu vậy. Cỡ 100 con. Không nha. Bên đó mấy lớp? 2 lớp rưỡi nè. Bên đó 2 lớp rưỡi á. Ở bên này cũng có 2. Đúng rồi, chỗ này em bà tha đó. À. Ờ, cái đó của ông Út á. Nhét của ông Út bỏ đó. Cả 100 con chuột. Như nay đặt là 5 năm đó. 50. Ở đó cũng 2 lớp rưỡi nữa đó. Nhưng mà chuột con nhiều chứ ai. Dạ chuột bự không nói gì. Chuột bự không quá không nổi luôn. Nhóc rồi chứ. Kìa ông đó ông dạy dạy luôn kìa. Kìa ông bự kìa. Đó. À, chuột bự không có còn dạy dạy nữa. Kìa lấy con đó coi. Nhúng nó xưa. Kìa đó đặt ờ con đó đó. Nhầm con. Con mở con không. Này chú con hết thế chú con. Hết rồi. Còn giặt bên đây nè. Giặt này nó xài sao à. Giặt bờ hầm. Ừ. Giặt bờ hầm xài sao. Cắt sao nữa chuột dữ. Xài sao. Giặt này chắc ra mùng á. Giặt bờ hầm ra mùng. Giờ nó này nó dài, mà nước không gầy ngày nào cũng dưng mà. Ê, tránh trong là ngập binh chứ rồi. Nó nói lên nữa đó, nước chảy lên. Cánh trong ngập binh chứ cánh cái cấm không ngáy bịt lại. Ở chả nước nó vô rồi lớp mưa cái nữa. Cánh kinh dính tới nước binh chứ rồi. Vô. Quá.
nó đổ ra sông rồi. Chuột con quá trời chuột con. Chuột con bữa nay không có 2 ký mấy chuột con đó giờ. 2 ký không? À 2 ký ngoài chuột con á. Chuột con không á. Bữa nay còn chuột lớn nè. Lớn cũng không có sồ mấy. Con lỡ lỡ. Này chắc cỡ 5 ký hơn 5 ký quá. Cỡ 5 ký hơn. Chuột lớn. Bữa nay tính ra cũng im lắm đó cô chú chị. 8 ký khỏe gu luôn. Mà cái này mà chuột bự không là 10 mấy ký khỏe gu luôn. Chính cả 100 cái. 100 cái hơn 100 cái. Chính như phần nửa đó. Phần nửa dàn gờ lợp cũng lên đó. Có cá chết mấy con nữa ha. Rồi giờ nên sẽ xuống chuẩn bị đi đổ cửa ngục nữa nè. À, đổ cửa ngục xong cái bắt đầu cái nên lay quay cái đổ cửa ngục xong cái đầu là đi kiếm chỗ để đặt chuột tiếp nữa là vậy dầu là hết ngày rồi. Thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng ha, nên cũng xin hẹn ông bà cô chú anh chị mình lại video sau. Rồi nên chúc cả nhà xem video vui vẻ, bye bye. Nên cứ ngày nào hai chồng nên cũng vòng là hết ngày đó. Bà xã nên thì chở đi chở chuột đem đi giao, nên thì đi đặt chuột thì xong.